Sân miễn phí đấy, ngày trước là sân thu phí mà giờ là miễn phí. Miễn phí á? Go. Ngày xưa là 400 nghìn giờ đấy. Nặng nề ngay. Đây, spotlight này. Go. Ui dồi ôi. Tùng. Vài đứt nhá. Vài đứt của hả? Xe. Go. Ui dồi. Sửa chia. Sửa Go. Ôi Đức ơi. Ui trời ơi. Go. Đức chỉ ở móc ở kinh vậy rồi. Bản này nó đông là toàn đạp công bản nữa. Bằng này cái chân nó là bằng sắt không chắc rồi. Cái này vai chị bắn hết tầng chỉ mình tùng tinh khó chịu rồi à. À. Chấn thương khán giả muốn vật tay trái thì không vật được thì tay phải chấn thương rồi. Go. Để cho khán giả xem với cái ơi. Chọn tùng ơi đừng lỗi rồi Đức móc kinh đấy. Đức nó chưa móc, tay trái hơi khó móc. Không phải, bên trái không sao, bên phải. Hít đấy. Búa nó mạnh thật, anh ép xuống đấy mà búa nó vẩy lên được. Móc, móc. Hít đấy. Vừa tốt trong đây, vừa tốt. Hít đấy. Hít đấy. Phá lừa. Phá lừa. Go. Nhấc cả hai chân. Anh Tùng giữ hai chân là thua nhá. Không được nhấc hai chân, nhấc hai chân là một lỗi. Nhấc hai chân có. Trọng tài có bao giờ nhìn từ dưới không ý? Có từ hai trọng tài mà. Trọng tài khó. Chân lên cổ. Chân lên cổ. Ai nhìn dưới. Quảng quảng về tập thêm yoga, bắt chân lên cổ. Chân lên cổ. Anh ấy, em bật đầu do được anh. Ôi, ba thứ hai mệt thôi. Bắt nó to thật. Tay phải to hơn hai phần nhá. Tập suốt rồi, tập với cả các anh Hưng Yên suốt. Ngoài rồi. Hello. Mất đỉnh. Người em này được nôn lên vật ở dưới tuệ. Có đúng rồi. Lên chỗ tuệ suốt. Chúng đỏ chạy suốt này, thấy thăng vật. Em ấy mà để lưu đúng không? Đó, thế ra đây gần quá. Không thấy ra đây. Không biết đâu mà ra. À, trước lên đúng vậy anh nhỉ. Này quẹ nó đau tay. Không bê nổi bàn ra. Yeah. Nào lùi hết cả ngôi. Quá. Khó quả đàn nhá. Lùi chưa đỉnh đây mà. Đỉnh đây anh kéo về sâu quá anh kéo lên trên mình. Nữa chưa được đây. Đấy nhá, cổ tay. Cậu. Được chưa nát đâu. Cổ tay thì kêu. Đủ mọi cách. Ở nước ấy có bao giờ vật bị đau ở gần ở trên không? Có nhiều ấy. Bị đau ở đây nhiều nhất này, đau hàng năm. Ô thế cả. Nhưng mà khỏi thì nó này bao. Khỏi rồi thì anh ấy khỏe mạnh lắm. Xoay thế. Nào. Go. Cơ. Rồi. Lực búa phát ra ngoài. Mày tụng cô lên. Đức giờ hết được rồi, giờ vào thằng vật là thằng.